nhà giả kim hồi 44 Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nguy đầu tiên Ba chiến binh tiến lại gần hỏi hai người làm gì ở đây Tôi đem chim ương đi săn, nhà điện kim đáp Chúng tôi phải đi khám phá xem hai người có vũ trang không Một chiến binh nói Nhà luyện kim đang chậm rãi bước xuống ngựa, cậu cũng xuống theo. Anh đem theo nhiều tiền Thế này để làm gì? Một người lính hỏi cậu trong lúc khám cái bị. Tôi cần tiền để đi đến kim tự tháp, cậu đáp. Người chiến binh khám nhà luyện kim đen thì thấy một bình pha lê nhỏ đựng một chất lỏng và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng. Nhỉnh hơn quả trứng gà. Cái gì thế này? Hắn hỏi. Đó là viên đá, đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Công trình của các nhà luyện kim đen đấy hãy uống thuốc này sẽ không bao giờ ốm đau nữa. Và một mảnh vụn của viên đá kia có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng. Cái chiến binh Ả Rập cười ngất vì thấy cậu trả lời quá khôi hài. Nhà liên kim đen cũng cười theo, rồi họ cho phép hai người được cất giữ tất cả hành lý và tiếp tục cuộc hành trình. Ông điên à? Câu hỏi nhà liên kim đang sau khi đi được một quãng. Sao ông lại trả lời thế? để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở đời ông đáp đó là kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết vì sao vì con người không tin rằng có kho tàng thật họ lại tiếp tục đi mỗi ngày mỗi một ngày qua là một ngày trái tim của cậu thanh thản hơn nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc và cùng với cậu cà kê về tâm linh vũ trụ. Cậu với trái tim trở thành người bạn thân và không bên nào nỡ lừa dối bên nào nữa. Mỗi khi trái tim cậu trò chuyện với cậu là để kích thích thêm sức cho cậu. Vì những ngày dài thầm lặng ở trong sa mạc khiến cậu quá mệt mỏi. Nó cho cậu biết chỗ mạnh của cậu. Đã dũng cảm xa rời bậy cụ đi đi theo vận mệnh và làm theo và làm hết việc của mình ở cửa hàng pha lê nó còn cho cậu biết thêm những câu chuyện mà cậu chưa hề quan tâm về những lần cậu thoát hiểm mà không hay trái thêm cậu báo rằng một lần nữa nó đã giấu khẩu súng cậu lén lấy của ông bố vì em cậu có thể tự gây thương tật nó nhắc cậu nhớ lại cái ngày cậu bị bệnh ói mửa ngay giữa đồng trống rồi ngủ thiếp đi cách đó không xa hai tên cướp đường chờ sẵn định hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cụ của cậu rồi giết cậu nhưng chờ mãi không thấy tới chúng bèn bỏ đi vì nghĩ rằng cậu đã chọn đường khác đi rồi lúc này trái tim cũng giúp mình sao cậu hỏi nhà điện kim đen chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người say nữa. Thế nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp lại nguy hiểm sao? Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì mình có thể làm được thôi, nhà lĩnh Kim Lan đáp. Một buổi xế trưa, họ đi ngang một khu đều trại của một bộ tộc tham chiến. Ở một góc trại đều có những người lính vũ trang choàng áo màu trắng trông rất đẹp. Họ ngồi hút Nagiles và bàn tán về chiến trận chẳng ai buồn để ý cậu vào nhà luyện kim đen cả, chẳng có nguy, chẳng có gì nguy hiểm cậu nói sau khi họ đã đi qua khu liều được một quãng. nhà luyện kim đen nói giận, hãy tin tưởng ở trái tim mình nhưng đừng bao giờ quên rằng mình hiện đang ở sa mạc. khi xảy ra đánh nhau thì ngay cả tâm linh vũ trụ cũng còn nghe tiếng thét trên trận địa và không ai tránh được hết hậu quả của mọi chuyện xảy lại xảy ra dưới bầu trời này tất cả đều là một cậu nghĩ cậu nghĩ rồi như thể sa mạc muốn minh chứng rằng nhà luyện kim đang nói đúng hai kỳ sĩ xuất hiện phía sau họ mấy người không thể đi tiếp tục nữa một kỳ sĩ nói mấy người đang ở trong vùng có sao tranh tôi không đi xa đâu nhà luyện kim đang đáp nhìn thẳng vào mắt hai kỳ sĩ họ lặng thinh một lúc rồi đồng ý để hai người đi tiếp cậu hào hứng theo giải cuộc đối thoại ông chế ngự được họ bằng cái nhìn cậu thán phục Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn, ông đáp. Đúng vậy, cậu thầm nghĩ. Cậu vừa nhận thấy ở khu lều kia, một trong số những người có vũ trang nhìn chồng chồng thấy họ. Vì khoảng cách quá xa nên cậu không trông rõ mặt hắn, xong cậu vẫn chắc chắn. Hắn đang nhìn họ. Sau khi vượt qua rặng núi trải dài theo chân trời, nhà luyện kim đan mới nói rằng đây chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ đến kim tự tháp. Nếu chúng ta sắp phải chia tay, đến nơi thì ông hãy dạy cháu thuật luyện kim đen đi, cậu nói. Cậu đã nắm vững thực ấy rồi mà. Đó là nhập tâm và nhập nhập vào tâm linh vũ trụ và phát hiện kho báu dành riêng cho mình. Chớ không nói đến chuyện ấy, chuyện luyện trì thành vàng cơ. Nhà luyện kim đen chợt lặng im như sa mạc, rồi chỉ trả lời cậu sau khi họ dừng lại để dùng bữa mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa ông nói bậc hiền giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất đừng hỏi tại sao vì ta không biết thật ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả cho nên vàng thay vì là biểu tượng của tiến hóa trở thành nguyên nhân gây ra xung đột Từ vật tự biểu lộ bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Cậu ngắt lời không? Chẳng hạn có một lúc cậu, có một lúc đối với cháu, tiếng lạc đà kêu không khác gì, không là gì khác hơn tiếng lạc đà kêu cả. Rồi thì nó trở thành dấu hiệu của sự nguy hiểm. Đó lại là chỉ là tiếng kêu như trước. Cậu không nói tiếp nữa. Có lẽ nhà luyện kim đen đã biết cả rồi ta biết những đại luyện kim đen chuyên chính ông nói tiếp họ tự giam mình trong vòng thí nghiệm cố gắng để tiến hóa cũng giống như vàng họ tìm ra được loại đá đá tạo vàng vì họ hiểu rằng khi một vật chất tiến hóa thì một vật xung quanh nó cũng sẽ tiến hóa theo người khác tìm ra đá tạo vàng do tình cờ họ vốn có tài sản và tâm hồn họ lĩnh hội nhanh hơn kẻ khác số số người này hiếm chứ không nhiều đâu rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi họ chẳng bao giờ tìm ra được điều bí mật cả vì họ quên rằng chì đồng sắt cũng phải đi chọn con đường tiền định của chúng thành ra ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác thì sẽ không bao giờ phát triển được chính vận mệnh của mình những lời này vang lên như một lời nguyền ông cúi nhặt một chiếc vỏ sò trên mặt cát sa mạc này xưa kia là biển Cháu cũng nhìn thấy thế, cậu đáp. Nhà liền kim đan bảo cậu ấp vỏ sò vào tay. Hồi nhỏ cậu đã từng nghe, từng nhiều lần làm thế vì nghe được tiếng của biển. Sống biển trong vỏ sò này vì số phận của nó là như vậy. Và nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò cho đến khi sa mạc này lại được phủ đầy nước. Khi họ lên ngựa đi về hướng kim tự tháp Ai Cập, khi trái tim cậu lên tiếng báo nguy thì mặt trời đang lặn. Họ đang đứng giữa những đồi cát khổng lồ. Cậu nhìn thấy nhà luyện kim đen ông xe. Kim đen xem ông có cảm thấy điều gì không? Xong xem ra ông không hề biết có nguy hiểm. Năm phút sau, cậu thấy có hai kỳ sĩ đợi họ phía trước. Bóng in, bóng in màu sẫm trên nền trời. Cậu chưa kịp hỏi gì với nhà luyện kim đen thì hai kỳ sĩ giờ đã thành mười, rồi thành trăm, rồi trùng đẹp khắp đồi cát các chiến binh khoác áo màu xanh Xích vòng màu đen quanh khăn xếp khăn che mặt cũng màu đen xanh chỉ để hở đôi mắt tuy xa nhưng vẫn thấy được ánh mắt của họ toát ra sức mạnh và sự chết chóc